cà phê ngắm máy bay hạ cánh tại Bình Lợi của quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những cái view ven sông Sài Gòn và nó rất là giống với những vùng quê ở các tỉnh. Mọi người về đây uống cà phê cũng rất là đông.